Chào các bác, em vừa về thêm được con máy rửa bát Panasonic TA1. Cái dòng máy đời mới mẫu mã vuông vức rất là đẹp nhé. Giới thiệu với các bác. Con này thì em vào em báo giá luôn là em bán 5 triệu 2, bảo hành 12 tháng. Mã số 1, máy đã test dọn ok ngon lành, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo, nguyên zin tuyệt đối 100%. Không sửa chữa bất kể hạng mục nào. Con này phần vỏ bên ngoài thì vẫn nguyên zin các bác nhé, không mông má gì con này. Các bác có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với em theo hai số điện thoại này. Các bác ấn đăng ký kênh YouTube ủng hộ bên em nhé, cập nhật những clip mới nhất. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Một con TA1 đời 2018 ạ, giá thành hợp lý, cực hợp lý, vừa phải. Chỉ hơn 5 triệu 1 tỷ thôi là các bác có một con máy rửa bát Panasonic vuông vắn đẹp rồi. Cái mẫu này thì nó chiều cao là 60 phân. Hai cánh mở dồn xuống dưới các bác ạ. Đấy, chiều cao là 60. Đấy, phù hợp với các cái gian bếp chung cư mà hay để từ mặt đá lên đến đáy tủ bếp là 60 phân. Đấy. Năm 2018. TA1 CD máy 0760. Lưng tôn khá là đẹp. Lưng tôn thành vách khá là đẹp, nhựa nguyên zin. Lưng rất là đẹp các bạn. Nội thất sạch sẽ. Mỗi cái ngạnh này các bác xếp một các bác con nhé. Là cái dòng máy này xếp 10 các bác con chỗ này. Chỗ này nếu mà các bác không xếp Baroto, không xếp cốc ở đây thì mình lại xếp thêm được khoảng gần chục các bác con ở đây nữa. Ở dưới này thì là đĩa, đũa thì cắm đây. Khi các bác mua máy thì sẽ đầy đủ ống cấp và ống thoát nhé. Cái này là lắp chắn ở đằng sau ống cấp nước. Đây, hai tay phun hay rác. Răng chỉ tất cả bọn này nó đời mới mà, kể cả đời nay thì các bác không phải lo nhé, rất là mới luôn. Đây, có hơn 5 triệu 1 tỷ thôi là các bác đã sắm cho gia đình mình một chiếc máy rửa bát rồi. Em công khai giá cả nhé, bên em bán công khai giá cả các bác. Các chức năng của máy rửa bát này thì đây, tắt cho các bác nhìn này. Đấy, nó lên các chức năng này, thời gian sấy này. Đấy, có hẹn giờ này, 4 giờ sau rửa. Thời gian sấy kèm giữ khô 30 phút, kèm giữ khô 45, kèm giữ khô. Nhiều chế độ rửa tiêu chuẩn, mạnh, nhẹ, nhanh, các kiểu luôn. Tắt nguồn rất là dễ dùng ạ, bấm mỗi bật nguồn này. Các bác bấm vàng này là rửa thôi nhé, bấm vàng là rửa thôi. Đấy, hiểu. Đấy, máy rất là đẹp, TA1 nhé. Tổng thể máy rất là đẹp, hài hòa. Rửa hoàn toàn với nước nóng. Siêu tiết kiệm điện, mỗi lần rửa hết nửa số điện và 11 lít nước. Chả tội gì mà các bác không sắm một chiếc cho gia đình cả. Sắm một chiếc về rửa, không phải dùng hóa chất tẩy rửa gây độc hại sức khỏe các bác ạ. Lại còn tiết kiệm điện nước. Ăn xong là các bác cứ cho các cháu nhỏ là vét hết thức ăn thì mình xếp vào thôi. Mình bấm rửa xong thì mình rửa xong thì nó sấy khô rồi cứ để nguyên trong này, bao giờ ăn mình lại lấy luôn trong máy ra ăn, các bác không cần phải xếp ra chạn làm gì, nó mất thời gian. Đem nó thay luôn cho một cái chạn. Và khi mình có nhu cầu mà khi mà các bác trong này các bác muốn sấy luôn, mình bấm luôn chế độ sấy để không rửa nhé, mình sấy luôn. Đấy. Vào chế độ sấy luôn các bác nhé. Đây. Đây đây này, các bác này vào cái chế độ này. Đây, đấy, sấy luôn nhé, chỉ sấy này, không rửa. Chưa? Sấy 60 phút hay 30 tùy các bác. Thay cho một cái chạn bát luôn. Con này chiều ngang nó 55 ạ. Chiều cao 60. Chiều dày này của nó là 35. Máy quá đẹp luôn. Cảm ơn các bác đã theo dõi.